Hey, xin chào các bạn, mình lại quay trở lại. Trong phần này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cái phần học cơ bản về HTML CSS. Nó sẽ trải qua ba câu hỏi để mình định nghĩa cái phần học này. Một là what, có nghĩa là mình học cái gì. Hai là why, là tại sao lại học cái HTML CSS này. Ba là how, là học thế nào. Đấy. Thì câu hỏi đầu tiên là what, học cái gì đã. Thì muốn biết học cái gì thì mình phải biết cái quy trình làm web thế nào đã. Đấy, tại vì cái HTML CSS nó nằm trong cái quy trình làm web. Đấy. Thì quy trình làm web thì nó gồm mấy bước sau đây. Thứ nhất là bước phân tích thiết kế UI UX. Bước này ấy, thì nó có cái khóa học riêng rồi, mình không nói qua nữa, mà mình chỉ nói là cơ bản là thiết kế thôi, cơ bản là thiết kế. Và thiết kế xong thì nó ra một cái bản là bản Photoshop. Đấy. Bản Photoshop. Bản Photoshop này nó có bán ở rất nhiều các cái trang web, ví dụ như tiêu biểu như là ThemeForest là một cái trang rất là lớn. Đấy, ThemeForest.net này. Đấy, nó bán thì có thể là vào UI Design thì nó có phần là Photoshop Template này, PSD là Photoshop. Thì nó sẽ bán những cái bản Photoshop như này. Đấy. Đây là những cái bản Photoshop. Thì kết thúc của cái phần học của cái phần phân tích thiết kế UI UX thì nó sẽ ra một cái bản là bản Photoshop, một cái giao diện bằng bằng file Photoshop. Đây, ví dụ như như này là giao diện bằng file Photoshop. Đấy. Rồi, và sau đó là đây, ví dụ cái này có 20 file shop nhận, và sau đó là mình sẽ phải đưa cái file shop này là file ảnh ấy thành một cái file text. File text chính là file web ấy. Bởi vì web nói một cách đơn giản dễ hiểu thì nó chỉ là một file text thôi. Đấy, tất cả web Google, Facebook tất cả là một file text, nhưng mà viết theo cái ngôn ngữ là HTML CSS. Đấy. Thì mình sẽ phải chuyển cái giao diện mà làm bằng Photoshop này thành HTML CSS. Đấy, cái bước này là bước chuyển từ Photoshop thành HTML CSS. Đấy, mà gọi chung là bước cắt HTML CSS. Sau cắt HTML CSS xong rồi thì mình sẽ xử lý thêm, viết thêm tương tác bằng JavaScript. Đấy, ví dụ như là những cái hiệu ứng như là kích ở đây chẳng hạn. Đấy, thì nó hiển thị ra một cái gì đấy chẳng hạn. Di chuyển đây sổ ra cái gì đấy chẳng hạn. Đó, hoặc là kích vào đây thì nó trượt xuống chẳng hạn, kích lên nó sổ ra một cửa sổ đăng nhập chẳng hạn. Thì những cái này hoặc kích đây nó tắt đi chẳng hạn. Những cái đấy gọi là hiệu ứng tương tác, thì mình sẽ xử lý những cái tương tác nữa để cho cái giao diện HTML CSS của mình nó có tính chuyển động này, nó có tính tương tác với người dùng hơn. Sau đó là mình sẽ lập trình phần backend, tức là cái phần quản trị website. Ví dụ như ở đây mình muốn quản lý người dùng nào đăng nhập vào thì mình sẽ lấy đẩy nó vào dữ liệu. Sau đó người dùng người ta đăng ký, người ta quên mật khẩu thì mình cũng hỗ trợ người ta, cái phần backend nó sẽ giúp hỗ trợ người ta lấy dữ liệu ra và trả về các thông tin cho người ta. Thì những cái hoặc là mình up một cái website mới thì nó sẽ up vào cái mục như này. Những cái phần đấy gọi là phần quản trị. Thì cái phần đấy gọi là có thể gọi chung là back end, còn cái phần HTML CSS này này nó gọi là phần front end. Thì cái HTML CSS nó nằm trong cái quy trình cắt web, nó nằm trong quy trình cắt web. Đấy, muốn cắt được web thì em phải hiểu được HTML CSS. Thì mục đích của học HTML CSS chính là để mình có thể cắt web được. Đấy, có thể chuyển từ Photoshop sang HTML được. Đấy, cái bước này gọi là cắt web. Cắt web là một cái nghề các bạn ạ, chứ không hẳn không phải là chỉ là một cái quy trình đâu. Đấy, bạn có thể search Google với từ khóa là tuyển cắt HTML. Đây là mình search với Gmail của mình, ví dụ như là bạn có thể mở cửa sổ ẩn danh Control Shift N và bạn có search gọi là tuyển cắt HTML. Đấy. Thì nó cũng ra được rất là nhiều các cái tin. Đây, đây là mình chưa đăng nhập gì cả, nó chưa tối ưu gì hết. Đây là mặc định. Thì bạn thấy rằng có những cái phần là quảng cáo này. Có nghĩa là những cái tin mà người ta trả tiền để quảng cáo. Đây, tuyển HTML lương 1.500 đô chẳng hạn. Tuyển này, quảng cáo rất là nhiều quảng cáo. Nhưng ở giữa này nó chính là những cái tin tức là được search bình thường, còn những cái tin này là tin quảng cáo. Tức là mình kích vào đây thì người ta sẽ mất tiền. Người ta mất tiền để người ta có thể tìm được cái người mà có khả năng là cắt HTML. Đấy. Và bạn có thể kích vào một tin này. Một tin bất kỳ ở giữa nhỉ. Cái này sẽ dễ. Tháng 6 2018 đây chẳng hạn. Đấy. Nhân viên HTML đây này. Đó, kỹ năng cần thiết là đây là cắt giao diện website từ thiết kế Photoshop thành HTML này, JavaScript này. Đấy chính là những cái bước mà mình sẽ bắt đầu học bây giờ đây. Đấy, bắt đầu bây giờ. Rồi, mình tắt đi nhá. Đấy là ví dụ để bạn hình dung ra là nó là một cái nghề. Nghề gọi là nghề cắt HTML, tức là một cái khởi đầu để mà có thể là làm được một cái website hoàn chỉnh. Thế như vậy là what là câu hỏi đầu tiên là mình học cái gì, thì mình đã trả lời rồi là mình sẽ học cái cách cắt HTML. Mà muốn học được cái cách cắt HTML thì bạn phải học được HTML là cái gì và học được CSS là gì. Sau đó học cách kết hợp HTML CSS vào để tạo ra một cái trang web như thế này chẳng hạn.
hoặc tạo bằng trong web như thế này. Làm thế nào có được ô này, làm thế nào có ô này, làm nào có một cái nút di chuột vào nó hơi đổi màu nhỉ. Làm nào di chuột đây nó sổ ra chẳng hạn. Tức là mình sẽ chuyển cái giao diện, giả sử đây là một cái ảnh, mình sẽ chuyển thành cái dạng web như này. Đấy. Và khi mà mình view code ấy, mình chuột phải mình xem nguồn trang này. Thì mình sẽ thấy là mình sẽ chuyển nó thành giao diện như thế này, dạng như này, gọi là dạng HTML CSS. Đó. Đó. Thế như vậy là what đã trả lời xong. Câu hỏi thứ hai là why, là tại sao phải học. Thì xét về một cái câu hỏi, một cái câu trả lời thực dụng nhất là gì, học để kiếm tiền thôi đúng không? Cách số 2 là mình học để mà mình có thể là chuyển từ Photoshop sang HTML CSS thì cũng là để kiếm tiền thôi. Cái lý do thứ ba là có thể là bạn muốn là làm cái web, làm web, tự tự làm web. Tự làm website thì tất nhiên là bạn cũng trải qua quy trình này. Đấy. Và mình làm website thì mình cũng phải trải qua quy trình này, mà muốn làm được cái web ấy thì em phải bắt đầu với cả HTML CSS. Nó phải có HTML CSS thì nói gì mới nói được. Chứ còn có 4 bước mà từ bước 2 đã đứt rồi thì làm sao mà làm được bước 4 được đúng không? Đấy, tất cả các bước này đều có khóa học hết, nhưng mà bây giờ mình sẽ làm từ cái bước 2 trước. Đấy, muốn là có được cái bước JavaScript, muốn có cái để viết JavaScript thì mình phải có HTML CSS. Đấy, cái bước này là bước khởi đầu. Nó gọi là lập trình front-end cơ bản đấy. Được. Bước khởi đầu để mình có thể là bắt đầu từ cái web, tự làm website hoặc là lập trình web, đúng, tự làm website hoặc là bắt đầu lập trình web. Lập trình web thì cũng phải đấy. Muốn lập trình được back-end thì bạn cũng phải vững front-end trước đấy đúng không? Đấy. Cho nên là muốn là mà học về website, học về thiết kế web hoặc lập trình web thì đều phải gì, đều phải học cái này hết. HTML nó là mức độ căn bản nhất của cả lập trình và thiết kế web. Đấy, cho nên là đấy là lý do vì sao mình phải học này. Tóm lại là học để kiếm tiền. Và thứ hai là gì nhỉ? Mình học để mình có thể là bắt đầu đi sâu vào cái mảng thiết kế và lập trình web. Rồi, câu hỏi thứ ba là học thế nào? Thì học bây giờ mình sẽ dùng công cụ, một trong hai công cụ là Visual Studio Code và Sublime Text. Thì Sublime Text thì mình cũng có một số cái phần học trước đấy là các khóa học về Sublime Text rồi. Bạn để search Google từ khóa là học lập trình HTML cơ bản Nguyễn Đức Việt chẳng hạn thì bạn sẽ ra. Thì cái phần Sublime Text là mình đã hướng dẫn bạn trong một cái khóa học trước đấy rồi. Thì bây giờ trong cái phần mới này thì nó có công cụ mới là Visual Studio Code, dùng cũng thích lắm. Thì mình nghĩ là thôi cái phần này thì mình hướng dẫn các bạn dùng cái công cụ này để cho nó mới đúng không? Cái phần công cụ này thì cũng lâu lâu rồi. Lâu thì được cái là nó có hỗ trợ nhiều plugin. Còn mới thì được cái là nó nhanh. À, nhưng mà các cái plugin thì nó chưa có nhiều như cái dưới này. Nhưng mà cái Visual Studio Code này nó cũng được 1 2 năm rồi đấy. Nhưng cũng cũng nói chung là plugin của nó cũng rất là nhiều đủ cho mình dùng rồi. Và thứ hai là Chrome, Chrome này ai chả có rồi. Đấy, nhưng mà phải là Chrome cơ. Đấy, phải là Chrome cơ thì nó mới view, nó mới mượt. Bạn dùng Firefox thì nó một số hiệu ứng mà ở nâng cao nó hơi bị giật, cho nên là gì nhỉ? Mình khuyến cáo là dùng Chrome. Thì đấy là cái câu hỏi how là mình sẽ dùng công cụ này. Đó. Rồi, thì như vậy là mình đã xong cái phần cơ bản, giới thiệu cơ bản về phần HTML CSS rồi. Mình dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn.